Mọi người, em mới được biết là Trường Sang đang ở Đồng Tháp, không dự khai trương. Gọi là đau lòng, đau lòng, tổn thương, rất tổn thương sâu sắc, trái tim vụn vỡ. Trong khi đó mình có thiệp mời mà bây giờ đang ở Đồng Tháp là sao? Trường Sang à, có ai tắt từng Trường Sang vô giùm em không ạ? Em quá bức xúc rồi. Thiên Ngân ơi, chừng nào em qua vậy Thiên Ngân? Tự nhiên thì Thiên Ngân đang ở An Giang cái em xỉu. Không, Thiên Ngân cũng ở Đồng Tháp á. Thì Thiên Ngân về quê đó. Ừ. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn cả nhà nha. Một buổi sáng đẹp trời, dạ con đang like. Cái gì? Kết bạn chị à? Bây giờ dưới tôi mở mặt con có bạn kết bạn là được bạn, bây giờ tôi mở tôi bấm vô. Quý quận 12 mà tôi đợi số 2, bây giờ tôi tiêm vô số 1 cho mọi người. Bây giờ tôi bà nha. Bây giờ để mình mua đồ. Mình rối quá. Chú ngân hàng gì? Quý quận 12. Vì con quá lẻ đó. Cái nào chuyển khoản thì in cái bill chụp màn hình lại nha chị. Được không? Được không? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Ơi Nhung, cái mà mầm mọc tóc là mình bị ra mấy bán cho mình còn bao đầu hầm hoa. Phải chỉ cách làm nha con. Sình sình sao? Quả đâu? Wow. Mình gọi đầu xong mình tịch xong mình chút đi cũng không một không ơi, chặt cái nó luôn á. Tịch ngày 2 lần bây giờ. Không mà nó phải làm gì nữa. Mời. Mời gì? Con làm gì? Mời làm gì? Tôi ăn một tuần đại vừa ăn riêng á. Vậy hả? Vậy chị điện cho em đi, chị khỏi cần mà ra quậy. Bắt con chị ra. Ôi sao sao nó nhỏ mày nè. Mấy nhiêu rồi? 60. 60 rồi bạn. 60 nhỏ hơn mày. Đúng hơn. Em lục cái áo hồi nãy không vừa. Nào không tông đi. Hả? Áo này nó đẹp mà. Áo bạn thấy được mà. Nó ôm lắm luôn. Ôm quá. Nó bị nhảnh giò. Giảm 100.000 cho chị Quỳnh Trang nha mọi người. 10%, 10%, giảm 100.000 lận. Chị vô bên em. Khỏi, mình ngủ đi đây đó. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ở bên mấy về rồi đó. Tới chiên mục là cơm rồi. Đúng rồi, đủ không? Đủ không? Đủ không? Đủ không? Cái đẹp. Nhớ. Không? Không đủ, đủ không? Nhớ kìa, nhật hói. Nhớ trời ơi. Không được chứ. Anh nhật cơ tóc một xíu. Ủa đây trả tiền cho hết luôn. Em hối lát nhớ kìa đó. Tại vì kêu dài quá vậy. Chung á, có mình đưa bà chị nè. Phải là ba. 2 3 chi xuống chợ mình đi. Mỗi miệng quá nha con. Quá đẹp quá. Đây, mình đang chúc đó, mình đang chúc cái quầy đó. Đi đi có nè. Cả nhà hãy đến ủng hộ. Hãy đi coi. Cả nhà hãy đến Tuyết Nhung Store tại địa chỉ. Địa chỉ gì? 281 Sen 13 Sen 11 Lê Văn Sĩ, phường 1 Tân Bình. Để ủng hộ nha, ở đây có áo thun, áo sơ mi, váy đầm, ở sơ mi và đồ ngủ so cute. Và dầu gội, thuốc xịt mọc tóc. Sữa tắm trắng da hả? Đúng sữa tắm trắng da, sinh dầu xả. Mua hết chất như đây mới về. Trời ơi đã quá. Đó. Đó. Mà vải dày dặn rất là chất lượng mà giá cũng siêu hạt rẻ luôn, cho nên là cả nhà hãy đến ủng hộ store nha. Ủa đúng mà. Đúng rồi. Trả tiền. Rồi,
Để tiền quảng cáo đi. Cái quảng cáo đi. Hiền trang quảng cáo mới vậy nha. Bán cái này nó còn quảng cáo rồi. Dạ nói rồi. Con quảng cáo cho Hiền thì phải không tính tiền. Dạ đúng, mà nó tính tiền. Không tiền trước khi quảng cáo rồi. Lỡ rồi, lỡ rồi. Vậy quảng cáo lại cho em mấy món khác cho. Vậy thì chị lấy thêm. Trân ơi, em đâu có 6 bill được đúng không Trân? Vậy thì chị lấy thêm được. Không sao, chị không sao đâu. Trang thì Trang không được lựa mấy cái đồ học tóc rồi đó, khỏi tính tiền. Con lấy rồi. Trang con cũng lấy rồi, lấy thêm được. Trang chứng tâm lý quá. Ủa, mua nhiều quá là thành hoài gì? Con bỏ cụ mẹo hả? Dạ, 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 ấy cầm chụp hình cái. Đấy, không, bây giờ phải luôn. Luôn. Cái này để em chụp cho. Ngon ngon. Cái này là máy này nha. Chụp nha. 1 2. Ok. Dạ. Ba đứa nha. Ba đứa chưa có hình đó. Ba em chụp đi. Cái này dậy quá. Cái dài không? Không đâu, anh phải còn cái dài xíu à. Hôm nay Ngân là bị chửi ở bụng biết rồi. Không nhiều, đúng rồi. Chuyên chị con. Đi kiếm sang rồi. Ủa vậy có quà không? Mua đồ đi cũng không mua. Sao mua đồ mà có quà vậy? Ủa sao vậy? Là khách mà. Là khách mà phải mua đồ mới tặng quà được chứ. Ủa gì vậy? Bye bye bé. Tự nhiên em tới. Đây, dạ. Bye bye cô. Gần. Gần gần gần. Ơi, ê. Không phải đúng không? Ủa nè, chị nhìn lên. Đầu giờ giờ là xài mũi này. Tới lúc thì gần tới mới lấy mũi này ra. Tình chị em cái gì đó. Thổi mới con hàng to đó, dọc kìa. Cố tình đứng xuống cho mày đỡ đụng đó. Cái cô ăn trái cây đi. Cô dư quà quá chừng chân. Dư quá chừng kìa. Ủa là sao? Đi làm chọc, gì? Chọc bà chơi. Bây giờ anh đưa ai? Cô chào Thiên Ngân kìa. Rồi rồi, để cái họ hỏi cho anh luôn nó mới. Thiên Ngân, họ tên đầy đủ là gì? Là tài khoản của nó luôn nè. Cô đã có số điện thoại của nó rồi, thì tất nhiên là nhà. Ây da. Hello mọi người nha. Mọi người nãy giờ vẫn còn ở đây đông đúc. Chung vui cùng em nha, chung vui anh like nha. Chào cô. Không biết bà Quỳnh có vô coi không? Không biết. Nãy giờ Lưu Vũ không có coi. Bích Lan không biết bà có. Mình lưu đi riêng. Dạ. Dạ, ok. Trước giờ con lưu buồn quá, không có để ý bà Quỳnh. Không có để ý bà Quỳnh vô. Nói vậy nè. Con già bà nói không. Bà nhớ bà bán cái thiệp qua cho em biết đường đi nha. Bán cái thiệp qua cho em biết đường đi nha. Biết đường đi nha. Mấy giờ rồi? 11 rồi. Mấy giờ nghỉ trưa rồi mọi người? Cũng kỳ xa lắm. Không phải là không có chịu vợ của Chi không? Dạ. Mày có chịu vợ của Chi không? Quả cho này căn nhà mình đó ở khỏi tốn tiền. Trời ơi, con trai cái nào con? Con tặng hả? Con gỡ. Con này. Mà bán điều con này. Nhưng mà
con đang nói chuyện đó là sợ con không sai.